Cũng trong ngày hôm nay, các điểm tiêm chủng ở Hải Dương, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 theo kế hoạch, đồng thời mở rộng triển khai tiêm tại Hà Nội và tỉnh Gia Lai. Việc tiếp nhận và sử dụng vaccine COVID-19 được các địa phương đơn vị triển khai thực hiện cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 21 và theo từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả.